Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Ông Cao Thắng bất ngờ trước tiệc sinh nhật đồng nhi bí mật tổ chức. Mới đây trên trang cá nhân của mình, ông Cao Thắng đã đăng tải những tấm hình khi được Đông Nhi và dàn gà cưng Hansara, Unify, Lippy tổ chức sinh nhật bất ngờ. Hôm nay là ngày 13 tháng 1 cũng là sinh nhật 35 tuổi của ông Cao Thắng. Trong dịp đặc biệt này, Đông Nhi đã ủ mưu cùng gà cưng tổ chức sinh nhật bất ngờ cho chồng mình. Trên trang cá nhân, giọng ca ước ao một mình tôi không giấu khỏi xúc động khi được vợ mình giấu giếm làm tiệc sinh nhật bất ngờ. Nam ca sĩ chia sẻ, sinh nhật bất ngờ tuyệt vời nhất suốt 35 nồi bánh chưng. Mẹ Winnie lừa cả ngày không biết gì, cả công ty lừa suốt một tuần. Cảm ơn gia đình lớn của anh. Vừa qua, Đông Nhi đã đốn tìm cả khán giả lẫn dàn sao Việt khi chia sẻ loạt ảnh bé Winnie siêu đáng yêu vừa tròn 2 tháng tuổi và lời chia sẻ hết sức dễ thương dành cho con gái mình. Nữ ca sĩ viết, niềm vui của mẹ là mỗi ngày gắn nơi cho Winnie. Winnie 2 tháng rưỡi, chúc cô chú thứ hai vui vẻ. Bức ảnh con gái Đông Nhi, ông Cao Thắng đã nhận về 5,4 ngàn lượt bình luận từ cư dân mạng. Phần lớn khán giả của nữ ca sĩ đều khen ngợi ngoại hình đáng yêu của công chúa nhỏ Winnie. Sau thời gian dài ở nhà làm mẹ bỉm sữa, khán giả đang mong chờ một ngày sớm nhất, Đông Nhi sẽ sớm trở lại đường đua V-pop để gửi tặng khán giả những MV chất lượng nhất. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.